Bây giờ ta có cái chương trình là lập trình gì? Đúng không? Lập trình socket. Lập trình socket. Tạo ứng dụng, tính tổng. Tạo ứng dụng. Ứng dụng. Tính tổng hai số bằng nhé socket. Nhỉ. Trong Java. Nào bây giờ bạn sẽ tạo gồm hai cái ứng dụng là ứng dụng client và ứng dụng gì server. Bây giờ bạn sẽ ghi này. File new project. Bạn ghi là client socket Java 3 client socket. Được chưa nhỉ? Bây giờ phần client thì ta làm như nào? Đầu tiên bạn khai báo một cái, ví dụ bạn khai báo một con server nhỉ? Con server này bạn có thể là system này. Chấm out in nhà thôi đúng không? Chấm print. Đây là client. Nào chúng ta sẽ có sóc gì? Socket. Đúng không? Ta có socket. Bằng gì đây? New gì? New socket. Ở đây bạn truyền là local gì? Local host. Như trên bảng thôi đúng không? Cổng là gì? Ví dụ bạn cho là cổng gì? 8889. Được chưa nhỉ? Quấy, sao thế? Nó lại yêu cầu ta phải gì? Phải try get đúng không? Đấy, try get. Ok. Bây giờ chúng ta mới thực hiện việc là sau khi nó tạo như này nó đã connect chưa? Chưa. Bây giờ ta thực hiện in ra một cái báo là gì? Chờ connect nhỉ. System này. Là gì? Đang chờ connect. Được chưa nhỉ? Đấy. Chờ cái thằng kia nó connect nhỉ. Thế bây giờ bạn phải tạo một ông server. Đúng không? Bạn sẽ tạo một ông server ở đây. Giả sử bạn tạo một ứng dụng khác đi. File new project. Đặt tên là gì? Java 3 server socket. Rồi. Đúng nhỉ? Thì như ở phần server mà thầy viết bên phải kia kìa. Đúng nhỉ? Chúng ta thực hiện gì? Tạo một con server, ta có gì? System này. Chấm out chấm gì? Print bạn ghi là gì? Đây là server. Rồi ok. Sau đó chúng ta ghi là gì đấy? Socket đúng không? Server socket. Socket. Nhá, ghi là server socket. Bằng new gì? New server socket. Ở bên kia ta accept cổng nào các bạn? Chết rồi. 8889 đấy chứ nhỉ? Đúng không? Nó lại bắt SL server socket. Rồi, socket đây. Đúng không? Bây giờ chúng ta mới tạo một cái là socket. Đúng nhỉ? Socket bằng gì đấy? Server socket chấm gì? Accept. Đúng nhỉ? Như vậy là đồng ý. Đây là gọi là gì? Đồng ý gì? Đồng ý kết gì? Kết nối. Bạn mới ghi vào thông báo để cho người dùng biết là gì? System
out.print đúng chưa? Là gì? Cho phép client kết nối. Thế rằng bên kia kết nối thì bên này thì cho phép, thế là ok rồi đúng không? Đúng không? Thế bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là ta phải khai báo luồng gì? Luồng vào, luồng ra. Đúng nhỉ? Luồng vào, luồng ra thì thấy ghi trên bảng đây đúng không? Chúng ta có gì đây? Data gì? Out gì? Output stream. Data output stream bằng gì? New data output stream nhỉ? Đúng không? Tiếp theo, ở đây ta dùng gì đây? Cái này là gì? Socket. Socket này, chấm get gì? Get gì? Out gì? Output stream. Đúng chưa? Đây là luồng gì? Luồng ra. Tức là luồng ra này. Luồng ra. Luồng vào là sao các bạn? Tương tự data gì? Input stream. Data input stream bằng new data input stream. Ở đây ta dùng gì? Socket chấm get input stream. Được chưa? Như vậy đây là luồng gì? Luồng ra. Được chưa? Như vậy bên client có luồng vào luồng ra thì bên server cũng làm sao? Cũng phải có gì? Luồng vào luồng ra đúng không? Như vậy ta copy cả cái này sang bên server. Đây. Luồng vào luồng ra đấy. Đứng nào chẳng thế. Hả? Để copy mà. Thôi ok, các bạn ở đây. Đấy. Như vậy là định nghĩa luồng vào luồng ra cho cả client cả server. Một thằng yêu cầu kết nối, một thằng cho phép kết nối đúng không? Hai thằng phải có cả luồng vào gì luồng ra, đúng nhỉ? Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nhập này, nhập hai số này. Các bạn cứ code phần client thôi, phần server từ từ đúng không? Bây giờ chúng ta mới thực hiện là nhập hai số này, nhập hai số. Chúng ta sẽ cho vòng lặp nhá. Nhỉ? Cho vòng lặp này. Bây giờ ta lấy một số gì? Số thứ nhất, đúng nhỉ? Yêu cầu nhập số thứ nhất system.out.print là gì? Nhập số A nhỉ? Đúng không? Thế thì bạn sẽ dùng gì? Data output gì? Output stream đúng không? Data output stream chấm gì? Chấm write đường ra mà. Write gì? Nếu bạn chọn số double thì là write double. Nếu bạn chọn số khác thì là write một số khác. Vậy write cái này thì phải dùng gì? New gì? New scan scanner đúng không? System chấm gì? System chấm chấm in đúng không? System chấm in được chưa? Chấm gì? Next gì? Next gì? Next double. Tương tự như thế chúng ta nhập số, nhập số B nhập số B rồi chúng ta cũng vậy copy cả cái này đúng không? Được chưa? Nhập số B cũng thế. Như vậy chúng ta đã có nhập cả số A cả gì cả số B rồi đúng không? Và bạn nhớ cho thầy, như trên bảng thì ghi là gì? Muốn thực hiện xóa luồng bạn phải dùng cái gì các bạn? Load đúng nhỉ? Như vậy chúng ta phải có data output stream chấm gì? Load.
data output stream mà gọi input đó. Rồi. Được chưa? Đấy. Như vậy data output stream.float để xóa cái luồng này đi nhỉ.